Có vũ khí chứ, hạng nặng luôn. Còn anh, cháu chỉ là một cầu thủ. Cậu là người hùng, mới là lời mở đầu thôi. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành anh hùng. Họ sở hữu sức mạnh chiến đấu, lòng quả cảm. Khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng đáng khâm phục. Gặp gỡ những người hùng phi thường vào 9 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên Warner TV.